bốn loại bạn tốt và xấu ai cũng gặp trong đời. Bạn bè là những người không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người. Mời bạn cùng nghe Đức Phật bàn về bốn loại bạn tốt và xấu trong đời mỗi người. Trong cuộc sống, gặp được bạn hiền, bạn tốt là một điều thật hiếm quý. Bởi gặp được bạn hiền là chúng ta được thân cận bậc thiện tri thức, được mở tung cánh cửa tâm hồn, đón nhận làn gió trong lành mát dịu của chân trời tri thức mới. Cuộc sống càng thêm ý nghĩa khi có thêm một người đồng hành. Dưới đây là bốn loại bạn tốt và xấu Đức Phật chỉ ra. Bốn dạng bạn xấu. 1. Loại bạn đến với chúng ta tay không và khi đi thì trong tay phải có. Đó là những kẻ thăm chúng ta với ý định lấy đi cái gì đó, tặng chúng ta ít thôi mà mong muốn nhận lại nhiều, chỉ giúp chúng ta khi bản thân họ đang bị nguy hiểm, liên hệ với chúng ta chỉ vì những động cơ vị kỷ. 2. Loại bạn đầu môi, chót lưỡi và loại tình bạn mỏng như cánh chuồng. Đó là những kẻ niềm nở rồi hoang phí thời gian của chúng ta bằng những câu chuyện về quá khứ. Niềm nở rồi hoang phí thời gian của chúng ta bằng những câu chuyện về tương lai. Tìm cách đạt được những lợi ích từ chúng ta bằng cách xung phong giúp đỡ những lúc chúng ta không cần sự giúp đỡ. Những khi chúng ta cần giúp đỡ thì họ nêu lên nhiều lý do để thoái thác và không chịu ra tay. 3. Loại bạn nịnh hót và giả vờ quan tâm, săn sóc chúng ta. Đó là những kẻ khích lệ chúng ta khi chúng ta làm những điều không tốt, ngăn cản chúng ta khi chúng ta làm những điều tốt. Ở trước mặt thì khen ngợi chúng ta, ở sau lưng thì chỉ trích chúng ta. 4. Loại bạn đưa chúng ta đến chỗ sa đọa, đó là những kẻ làm người đồng hành với chúng ta trong các buổi ăn chơi hút sách, lang thang ngoài phố với chúng ta trong đêm hôm tăm tối, cùng đi xem với chúng ta những buổi biểu diễn không lành mạnh, đi chơi cờ bạc với chúng ta. Nhà Phật quan niệm, gặp được thiện tri thức là chúng ta phải gieo nhân duyên phước báu từ nhiều đời kiếp trước. Vậy thế nào là một tình bạn chân chính? Và làm thế nào để chúng ta có thể tìm thấy người bạn đúng nghĩa? Và sau đây Đức Phật chỉ ra bốn loại bạn có lòng tốt. 1. Người bạn giúp đỡ chúng ta, đó là những người nhắc nhở mỗi khi chúng ta cẩu thả hoặc lơ đễnh, bảo vệ tài sản của chúng ta, che chở và an ủi chúng ta trong những lúc chúng ta sợ hãi, giúp đỡ nhiều hơn mức độ của chúng ta yêu cầu. 2. Người bạn quan tâm tới chúng ta trong mọi thăng trầm của cuộc sống, đó là những người tin cẩn chúng ta, giữ kín những tâm sự riêng tư mà chúng ta đã thổ lộ, không bỏ rơi chúng ta khi chúng ta lâm nạn, có thể hy sinh thân mạng cho chúng ta. 3. Người bạn khích lệ chúng ta đi theo đường chánh đạo và làm cho chúng ta trở nên người tốt hơn, đó là những người phản đối khi chúng ta làm những việc quái ác, khích lệ khi chúng ta làm những việc lành thiện, tạo điều kiện cho chúng ta nghe những lời dạy hữu ích, chỉ cho chúng ta con đường đi đến hạnh phúc. 4. Người bạn có lòng bi mẫn và cảm thông, đó là những người cảm thông cho chúng ta những khi chúng ta thất bại, hân hoan đối với những thành công và phát đạt của chúng ta mà không ganh tị, phản bác những ai nói xấu chúng ta, tán thưởng những ai nói tốt chúng ta. Nếu đời người được ví như một bản trường ca, thì những người bạn tốt xung quanh ta là những nốt trầm bổng du dương, để bản trường ca ấy càng ngày càng hay hơn, ý nghĩa hơn, góp thêm chút hương sắc giữa đời sống đầy ô trược của thế giới ta bà này. Nhân nào quả đó, gieo nhân ắt sẽ gặp quả. Chúng ta sẽ gặt hái những bông hoa của niềm vui hạnh phúc nếu biết gieo những hạt giống chân thành thủy chung của tình bạn.
qua những lời Phật dạy, từ bốn cách kết bạn và sự nỗ lực sửa đổi của bản thân. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ sớm tìm được cho mình một tình bạn chân chính.